cảnh báo mọi người là có chuẩn bị lừa đảo nha. Ba ngày nay á, mỗi ngày là Min nhận được một cuộc điện thoại. Buổi sáng á, hả, là có một cái số lạ gọi điện thoại cho Min, nói là chị ơi, chị phải là chị Phương không? À, chị có cái đơn hàng này nè, khoảng 15 phút nữa em tới chị xuống nhận nha. Rồi xong cấp máy. Cái qua hôm sau, cũng có một cái số lạ, một người khác, một số lạ khác luôn gọi cho mình, nói là chị ơi, chị Phương ơi, hôm nay chị có cái đơn hàng gì nè. Cái mình cũng hỏi ủa đơn hàng gì vậy anh? Cái xong rồi ta nói là em không biết nữa, nên không ghi thông tin gì hết. Cái mình hỏi là có thu tiền không, cái nó kêu là thu tiền ship 79.000. Cái mình kêu ủa gì kỳ ta, đơn hàng sao mà thu tiền ship 79.000 mà không biết là gì hết, nhưng mà mình vẫn kêu là tới giao hàng nha. Cái xong ngày thứ ba cũng gọi điện thoại mà ngồi nè, ngày thứ nhất gọi cho mình xong cũng không ai giao tới, ngày thứ hai gọi xong cũng không ai giao tới, đến ngày thứ ba xong mà lần này chuyên nghiệp hơn, đó là chị Phương ơi, em có đơn hàng giao chị, phải địa chỉ chị vậy đó không, bây giờ chị về xuống nhận hàng nha, em sắp tới rồi. Cái mình cũng hỏi ủa đơn đó đơn gì vậy, cái anh nói em cũng không biết nữa, em không có nhìn thông tin. Cái mình hỏi có thu tiền không, cái nó kêu là 2 triệu gì vậy đó. Cái xong rồi mình kêu chứ là bây giờ không có nhà, nằm bây giờ mình anh tới anh giao đi, rồi mình sẽ cho số tài khoản để mình chuyển khoản. Toan một cái bắt đầu á hả, chuyển số tài khoản qua, cái mình suy nghĩ hơn nó không bà đồ, nó phải tỉnh táo nha má. Cái mình suy nghĩ ủa sao kỳ ta, bình thường đơn hàng nằm từ bên bất cứ ở đâu mình cũng thanh toán hết rồi, nếu có tới thôi thu tiền ship thôi, những cái phát sinh có gì đó là không thu tiền ship luôn, chỉ tới là quăng hàng vô nhà thôi. Mà bình thường những cái đơn hàng của mình đó là có anh shipper quen giao tới, còn này toàn số lạ mà gọi mỗi ngày luôn, mà 2 ngày trước gọi là không có giao tới nha. Đến ngày thứ ba thì kêu mình chuyển khoản, thì lúc này mình mới gọi lại thì không nghe máy, còn lại không nghe máy, máy phục gọi không gọi được. Cái mình nhắn tin á, ủa anh ơi, anh đang đứng đâu, anh tới chưa, cái gì em đưa tiền mặt, mình nói vậy đó, mình không chuyển khoản, em vẫn ở nhà rồi, im ru luôn má, không thấy liên hệ, không có lấy đơn hàng các kiểu nào, không thấy tới ship cho mình luôn. Cái mình còn suy nghĩ ủa vậy là sao ta, là cái đơn hàng nào mình lên mình dò coi có cái đơn hàng nào vậy không, tại mình thật sự là mình đặt hàng rất là nhiều đó. Cho mọi người biết một cái là đánh vào tâm lý của mình, mới đầu nó sẽ gọi điện thoại để nó xác nhận con mồi nó, xong nó giao mình, nó giao tới nhưng mà nó không tới, nghĩa là nó kiểm soát được, là vấn đề là mình sẽ kêu là cứ đặt ở đó đi, để hôm sau nó giao tiền ship thì mình cũng nói nó là mình sẽ đưa tiền ship nó vậy đó, mà vẫn không giao. Đến ngày thứ ba nó chốt đơn được mình rồi, nó thấy mình chính xác, mình thay dụ được rồi, thì nó sẽ kêu mình chuyển khoản cái đơn hàng giá trị cao. Tại mấy dạo gần đây thì mình cũng có mua những món đồ cho em bé, hàng điện tử thì giá trị cũng cao hơn nó. Lúc đó là như mình chợt nhận ra, không là mình chuyển lầm cho nó 2 triệu mấy rồi, mình thấy ghê chưa. Bởi vậy á, khi mà mọi người cảnh giác, mà khi ai giao hàng cho mọi người có thể nhận được, có thể ra nhận hàng được thì nhận liền, còn nếu mà họ kêu mình chuyển khoản cho họ cái đơn đó, là mọi người kiểm tra lại là mọi người có đơn đó không, đơn đó là đơn gì, vì nó ghê lắm, mỗi ngày nó cho số mới gọi cho mình, nên nếu mà không minh mẫn, không tỉnh táo là bị dính chưởng liền nha.